Tại sao phương Tây tỏ ra mềm mỏng đối với nhân quyền ở Việt Nam? Tầm quan trọng chiến lược của Hà Nội đối với Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đã cho phép Đảng Cộng sản có nhiều thời gian hơn trong việc bịt miệng những người chỉ trích. Hôm thứ Ba, nhà hoạt động Việt Nam Phạm Đoan Trang đã bị Tòa án Hà Nội kết án 9 năm tù. Finn Robertson, phó giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền nói, đó là một bản cáo trạng nhức nhối về mọi điều sai trái đối với Việt Nam độc tài ngày nay. Trang, một nhà báo độc lập nổi tiếng, nhà xuất bản sách và nhà bảo vệ nhân quyền, đã bị các nhà cầm quyền cộng sản sách nhiễu trong nhiều năm. Một thời gian ngắn phải lẫn trốn vào năm 2018. Cô bị cảnh sát bắt vào tháng 10 năm ngoái và bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước. Các công tố viên nhà nước đã yêu cầu trang bị tù từ 7 năm đến 8 năm, nhưng tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tăng mức án lên 9 năm. Trang được mệnh danh là nhà hoạt động nổi tiếng nhất Việt Nam, xây giáo khoa dễ đọc về lịch sử chính trị cũng như âm nhạc và hoạt động tích cực hơn, đặc biệt là về vấn đề môi trường đã khiến cô trở thành một tiếng nói quan trọng trên mạng xã hội. Năm 2019, tổ chức Phóng viên không biên giới đã trao cho cô giải Tự do báo chí. Cô ấy cũng là một nút quan trọng giữa các trại tiến bộ khác nhau, liên kết giữa những người thành thị ủng hộ dân chủ, các nhà vận động môi trường, các nhà hoạt động vì quyền đất đai ở nông thôn. Bản án tù này là một ngón giữa khổng lồ của Bộ Công an Việt Nam đối với những người ở Hoa Kỳ và những nơi khác chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Bin Hayton một cựu phóng viên tại Việt Nam và hiện là của Cha Tham Hau, nói với tôi, ban lãnh đạo Việt biết rằng họ có thể bỏ tù những nhà hoạt động như Trang vì Việt Nam đã trở thành một thành phần quan trọng trong chiến lược của các cường quốc bên ngoài ở Đông và Đông Nam Á. Trang bị bắt vào tháng 10 năm ngoái, cùng ngày các quan chức Hoa Kỳ và Việt Nam gặp nhau để thảo luận về nhân quyền và tự do ngôn luận. Điều đó đã không bị mất tích đi đối với nhiều nhà bình luận. Những người cáo buộc các chính phủ phương Tây không làm gì để đối đầu với Việt Nam. Hiện là bạn thân của phương Tây vì lập trường chống lại sự xâm lược của Bắc Kinh ở Biển Đông, cũng như kinh tế của nước này, tầm quan trọng và vị trí then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của nó, tuyên bố ngầm mà nhiều chính phủ phương Tây đưa ra là khi họ giao thương nhiều hơn với Việt Nam và khiến Hà Nội ngày càng phụ thuộc vào các liên kết kinh tế với các xã hội tự do, họ sẽ có thêm đòn bẩy để gây áp lực buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải cải cách chính trị, chủ đích. Nhưng cái gọi là thay đổi thông qua thương mại đã không hoạt động. Khi thương mại của phương Tây với Việt Nam gia tăng, các quyền chính trị ở Việt Nam đã xấu đi. Một báo cáo do Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố vào cuối năm 2020 khẳng định rằng khoảng 170 tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam. Một con số cao kỷ lục trong lịch sử gần đây. Dự án 88 khẳng định rằng hiện có 217 hoạt động trong tù và 306 người đang gặp rủi ro. Freedom House trong cuộc khảo sát mới nhất về các quyền chính trị trên toàn thế giới đã hạ điểm số Việt Nam số 19 trên 100 kém thứ hai ở Đông Nam Á, sau Lào cũng là Cộng sản. Phần lớn sự suy thoái này liên quan đến các chính sách cứng rắn hơn được đưa ra sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giành được ưu thế tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc năm 2016. Và điều này đã được duy trì kể từ khi ông giành được nhiệm kỳ thứ ba gần như chưa từng có tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 vào tháng riêng. Tuy nhiên, quá dễ dàng để đổ lỗi cho Trọng, vì điều đó chắc rằng cách tiếp cận của phương Tây đã hoạt động trước năm 2016, không phải vậy. Phải thừa nhận rằng trong những năm trước 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ ít nhà hoạt động và người dân thường hơn, nhưng chính sách cứng rắn của Trọng đã từng có trong Đảng. Thương mại lớn hơn với Mỹ và châu Âu rõ ràng đã không ngăn cản họ nổi bật trở lại. Và các chính phủ phương Tây đã dựa vào những lời hứa cải cách của Hà Nội mà không cần chờ đợi xem nó có thực sự xảy ra hay không. Mặc dù vậy, chính quyền Biden ngày càng nói nhiều về ý thức hệ. Trước khi lên nắm quyền, Ông cho biết chính sách đối ngoại của mình sẽ được xây dựng dựa trên nền dân chủ. Dân chủ không xảy ra một cách ngẫu nhiên, Biden nói gần đây. Chúng ta phải bảo vệ nó, chiến đấu cho nó, củng cố nó, làm mới nó. Đứng đầu là hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ gần đây của ông đã nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ các chuyên gia chính trị. Tất nhiên, Việt Nam đã không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh, mặc dù có đại diện của các chính phủ có chứng chỉ dân chủ ít hơn. Nhưng điều mà Việt Nam nói với chúng ta là Mỹ có cách tiếp cận theo hai hướng. Các quốc gia hoàn toàn hoặc phần nào đồng quan điểm với sự cạnh tranh của Washington với Trung Quốc, chẳng hạn như Việt Nam, không tránh khỏi sự sai lầm khi đề cập đến chủ nghĩa độc tài và vi phạm nhân quyền của họ. Nhưng các quốc gia ở phía bên kia của sự kình địch này vốn được coi là gần gũi hơn với Bắc Kinh, đang bị thách thức vì chính trị trong nước của họ. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đưa ra quan điểm này trong tuần này. Chính phủ của ông đã hợp tác với Hoa Kỳ kể từ năm 2017 và các vấn đề leo thang gần đây với các lệnh trừng phạt vào tháng trước đã được áp dụng đối với hai sĩ quan hải quân cấp cao của Campuchia và trong tháng này với việc Mỹ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Phnom Penh. Tất nhiên, Mỹ đúng khi chỉ ra sự quay lưng độc đoán của Campuchia kể từ năm 2017 và nhiều vụ vi phạm nhân quyền do chính phủ nước này thực hiện cũng là tội làm cho mọi thứ có thể khuấy động sự hoang tưởng của Mỹ về những nghi ngờ rằng nước này sẽ cho phép quân đội Trung Quốc đóng quân. Đất Campuchia, lý do của lệnh trừng phạt mới nhất Tuy nhiên, Hun Sen đúng là có lý do tại sao Campuchia bị trừng phạt và Việt Nam được đặc quyền. Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Hoa Kỳ đối với Việt Nam vào năm 2016 và John Biden áp đặt lệnh cấm vận đối với Campuchia trong tháng này, nhưng không thể nhầm lẫn Việt Nam có một hệ thống chính trị độc tài hơn nhiều và là một kẻ vi phạm nhân quyền tồi tệ hơn. Một số người hoài nghi nhanh chóng đưa ra những tuyên bố về chiến tranh lạnh mới, khẳng định một cách sai lầm rằng sự cạnh tranh giữa mỹ và trung quốc quá khác biệt so với sự cạnh tranh giữa mỹ và liên xô nên sự tương tự không thể giữ được họ quên rằng chiến tranh thế giới thứ hai khác xa với bản sao của chiến tranh thế giới thứ nhất trong khi chiến tranh lạnh thứ hai của chúng ta lại có nhiều điểm tương đồng với chiến tranh thứ nhất và một trong những điểm tương đồng này là quyết định của washington coi nhẹ chủ nghĩa độc tài và vi phạm nhân quyền khi được các đồng minh rõ ràng của mình cam kết các giá trị là quan trọng nhưng chúng ta sẽ luôn là thứ yếu trong các mối quan tâm về địa chính trị của hoa kỳ Liên minh là cấp thiết, các giá trị là khát vọng và thực sự, ngữ nghĩa của hội nghị thượng đỉnh mới nhất của Biden về dân chủ, không phải của các nhà dân chủ, đã chỉ ra sự khác biệt trong cả suy nghĩ ngắn hạn và dài hạn. Liệu chính phủ Việt Nam có thành tích nhân quyền khủng khiếp hiện nay có vấn đề gì, cũng như ngay bây giờ, đó có thể là một bức tường thành chống lại sự xâm lược của Trung Quốc ở Ấn Độ Thái Bình Dương. Đối với các nhà hoạt động Việt Nam, đó là một vấn đề, hầu hết tất cả các tiếng nói ủng hộ dân chủ ở Việt Nam, thứ nhất ủng hộ mỹ và thứ hai là chủ nghĩa dân tộc nhiệt thành muốn chính phủ của họ thách thức trung quốc về vấn đề có thể hiểu được hai vị trí không chỉ là hệ quả mà còn không thể phân biệt được tuy nhiên việt nam càng trở thành không thể thiếu trong các mục tiêu chiến lược của mỹ vì washington càng khó khả năng phớt lờ các hành động đàm phán chính trị ở việt nam nếu việt nam không phải là một phần quan trọng trong chiến lược ấn độ dương thái bình dương của mỹ thì thật khó để tưởng tượng rằng washington sẽ không chỉ trích hơn nữa đối với sự đàn áp của chính phủ nước này hay chính xác hơn, nếu Hà Nội ngả mũ trước một trong hai siêu cường, thay vì bảo hiểm rủi ro giữa hai bên thì Washington sẽ có nhiều lý do hơn nữa để hành động. Nếu Việt Nam hoàn toàn nằm trong phe của Mỹ hoặc hoàn toàn ở trong phe của Trung Quốc, thì Washington sẽ ở một vị trí mạnh mẽ hơn để thách thức Việt Nam về những hành vi lạm dụng của mình. Tuy nhiên, vì Hà Nội đang trong phòng ngừa và chơi hết mình, Washington không thể mạo hiểm đẩy mạnh nhân quyền và kết quả là đánh mất Hà Nội vào tay Bắc Kinh. Đối với Hà Nội, bảo hiểm rủi ro chống lại hoa kỳ và trung quốc có ý nghĩa quốc tế và trong nước